về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do Anh Quốc cấp. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, giám sát chất lượng, công ty luôn thực hiện đúng theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2018. Với sự nỗ lực cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhãn hiệu nước giải khát Tiên Cua đã được bình chọn làm một trong những nhãn hiệu sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam năm 2019. Việc đưa nhà máy mới vào hoạt động sẽ giúp công ty mở rộng hệ thống phân phối, đưa sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng trên cả nước và các quốc gia trong khu vực ASEAN, tiến tới xây dựng thương hiệu Tiên Cua trở thành thương hiệu thực phẩm của Việt Nam và quốc tế. Một hộp dụng cụ đa năng thế hệ mới, trang trí cả căn nhà. Đó chính là hộp dụng cụ đa năng VV đầy mạnh mẽ. Khoan ván, khoan tường, lắp rèm cửa, lắp đèn, lắp bàn, lắp tủ, lắp kệ, treo khung hình. Có thể nói đó là hộp dụng cụ nhanh gọn tiện lợi. Không cần tốn tiền mời thợ về, không cần tốn thời gian ngồi chờ, không cần tốn nhiều công sức. Đồ mới lắp ráp ngay sẽ tiết kiệm thời gian tiền bạc, không tốn sức, đồng thời còn phát huy sức sáng tạo của chúng ta. Muốn căn nhà trở nên đẹp đẽ gọn gàng hơn, bạn không thể thiếu hộp dụng cụ VV. Bất cứ là người nội trợ thông thường nào cũng sẽ trở thành nhà trang trí nội thất. Cuộc sống của bạn, bạn tự làm chủ. Muốn ráp thế nào là ráp thế đó. Hộp dụng cụ đa năng VV sinh ra để trang trí cho gia đình bạn. Máy khoan 15cm nằm gọn trong tầm tay. Thiết kế không dây, tiện mang theo. Có thể xoay theo chiều thẳng, dễ thao tác. Lắp hay ráp chỉ trong một lần bấm. Nó có thiết kế đèn LED, giúp bạn thấy rõ hơn khi sử dụng. Có 44 phụ kiện, khoan lỗ, vặn ốc vít, dù tháo hay ráp đều dễ dàng trong một lần bấm. Còn cung cấp thêm ống nối chỉ có ở VV, có thể đáp ứng yêu cầu về mọi góc độ. Nhìn xem, muốn khoan ván hay khoan cây, chỉ cần bấm nút trong 10 giây. Vặn ốc vô, tháo ốc ra, thao tác bằng một tay trong 10 giây. Hộp dụng cụ đa năng VV, bộ dụng cụ không thể thiếu cho mỗi gia đình. Cho dù bạn mới dọn nhà, hay trang trí lại, hay là bảo trì thường ngày, đều vô cùng tiện lợi, tha hồ cho bạn sáng tạo theo yêu cầu mà bạn mong muốn. Nhìn xem, tất cả mọi thứ trong nhà đều do chính tay chúng tôi lắp ráp. Sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, chúng tôi không còn tốn tiền cho việc trang trí lại nhà cửa. Sau khi có hộp dụng cụ VV, đồ đạc trong nhà bị hư đều do chính tay tôi sửa lại, không khác gì là mua mới vậy. Số khung tranh này do chính tay hai mẹ con thiết kế đó. Trước kia muốn lắp ráp thứ gì phải đóng đinh rồi khoan lỗ, cần phải mời thợ chuyên nghiệp về nhà làm. Sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, các bà nội trợ cũng thành chuyên gia trang trí nội thất. 10 giây khoan lỗ, 10 giây lắp ráp, nhanh chóng không tốn sức, cuộc sống thăng hoa. Bây giờ mời các bạn theo dõi, sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, nhà bạn sẽ có sự thay đổi thế nào? Phòng ngủ có thể làm kệ treo áo hay treo nón. Nhà bếp có thể làm giá treo dụng cụ nấu bếp. Phòng khách có thể treo tranh tường, đồng hồ. Phòng ăn có thể lắp ráp bàn ăn, bàn trà, kệ tivi. Không cần chờ đến lúc trang trí mới nghĩ đến mua dụng cụ. Hộp dụng cụ đa năng VV có thể mua bất cứ lúc nào. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi nào. Gọi điện đến đặt hàng ngay bây giờ. Bạn sẽ có bộ dụng cụ gồm 44 phụ kiện với giá sốc bung nóc. Niềm vui còn nhân lên khi chúng tôi tặng kèm thêm một máy bơm hơi đa năng. Có thể bơm bóng, bơm xe đạp, bơm xe gắn máy. Cho dù là bơm xe hơi, chỉ cần đạp vài cái là ok. Nó còn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi khi sử dụng, để được trong cốp xe. Chỉ với hộp dụng cụ đa năng tiện dụng, bạn sẽ trang trí được cả căn nhà, kết hợp cùng quà tặng máy bơm đa năng. Thời gian ưu đãi có hạn, nhà nhà cần, người người dùng. Còn chần chờ gì nữa mà không liên lạc ngay với chúng tôi. Kingsport, ông hoàng cho sức khỏe. Rèn luyện sức khỏe mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Chỉ cần 20 phút đi bộ hoặc chạy bộ, kết hợp với dùng hoa quả tươi bổ sung vitamin mỗi ngày, thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch, bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt, sức đề kháng thật cao và một thân hình thật đẹp. Tập đoàn thể thao Kingsport xin trân trọng giới thiệu máy chạy bộ điện Kingsport BK7000. Một thiết kế hiện đại đẳng cấp. Động cơ cực mạnh. Tốc độ tối đa 18 km/h. Hệ thống giảm tốc công nghệ cao, tạo cảm giác chân thật như chạy bộ ngoài trời, phù hợp cho tất cả thành viên trong gia đình. Bạn có thể bỏ tiền triệu đi nhậu, bỏ tiền triệu mua mỹ phẩm, mua những món đồ xa xỉ đắt tiền. Tại sao bạn không thể mua một chiếc máy chạy bộ Kingsport đầu tư sức khỏe cho mình và cả gia đình ngay hôm nay?
hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với chúng tôi, tổng đài 1-800-6862 để được tư vấn. Hãy truy cập website kingsport.vn để lựa chọn cho mình một sản phẩm hoàn hảo nhé. Sản phẩm trả góp 0% lãi suất. Đặc biệt Kingsport BK7000 tích hợp nhiều tiện ích mới lạ. Gồm thanh gập bụng, đai massage, đế xoay eo. Nhiều chương trình tập luyện đốt mỡ cực nhanh. Nâng dốc tự động, độ dốc tối đa 18%. Thực hiện bài tập leo núi ngay tại nhà. Săn chắc vùng đùi, vùng mông được nâng cao và căng tròn. Vòng eo thon gọn, giảm cân hiệu quả. Sở hữu ngay Kingsport BK7000 càng sớm, vóc dáng hoàn hảo càng sớm. Gấp gọn, di chuyển dễ dàng. Chạy bộ là phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Bạn đừng phí thời gian và tiền bạc để mua những sản phẩm kém hiệu quả và nhàm chán. Mua một lần xài mãi mãi mà cả gia đình ai cũng có thể tập hiệu quả. Điều đó đồng nghĩa là cả gia đình bạn đều có thể tập luyện hàng ngày với máy chạy bộ Kingsport. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1-800-6862 hoặc truy cập đến website kingsport.vn. Khi đặt hàng, bạn sẽ được giao hàng và hướng dẫn sử dụng tận nhà trước khi thu tiền. Sản phẩm bảo hành 6 năm và bảo trì trọn đời. Đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Sản phẩm trả góp 0% lãi suất. Để trải nghiệm và mua hàng, đến ngay hệ thống showroom Kingsport toàn quốc hoặc gọi ngay đến tổng đài 1-800-6862 để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi. Kingsport, ông hoàng cho sức khỏe. Nguyên Hiếu và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hàng ngàn người của nhiều lực lượng xuyên đêm chữa cháy để cứu những cánh rừng tại Nghệ An. Sạt lở gian chợ nổi Cái Răng, người dân đang thấp thỏm lo âu vì diễn biến sạt lở sẽ còn tiếp tục. Khởi tố để điều tra vụ người phụ nữ bỏ con sơ sinh ở hố ga tại Hà Nội. Nghi báo đen xuất hiện ở Đồng Nai, chính quyền địa phương ra thông báo khuyến cáo người dân cẩn thận. Vào mùa đánh bắt cá cơm trên khu vực thượng lưu sông Tiền, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình chiều nay là ghi nhận về cháy rừng. Thưa quý vị, suốt đêm qua đến rạng sáng nay, hàng ngàn người đã nỗ lực tham gia chữa cháy rừng ở địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận, khoảng 20 giờ tối qua, lửa bùng phát tại rừng thông hơn 20 năm tuổi ở xã Diễn An. Do đám cháy ở vị trí đồi dốc, khó tiếp cận, lực lượng chữa cháy phải dùng máy thổi lớp thực bì và phát đường băng cản lửa. Tuy nhiên, đám cháy vẫn tiếp tục bùng cháy dữ dội và lan rộng khiến người dân lo lắng. Ngoài quy động các lực lượng dập lửa, huyện Diễn Châu cũng khẩn trương chỉ đạo di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân đến nơi an toàn. Anh em lực lượng từ phòng từ 20 giờ